Vì sao gần một nửa dân số Việt Nam cùng mang họ Nguyễn? Theo thống kê, họ Nguyễn là họ phổ biến nhất ở Việt Nam. Ước tính 40% dân số, cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại mang họ Nguyễn. Nếu tính đến thực tế, dân số Việt trên toàn cầu lên tới 94 triệu người, thì tỷ lệ phần trăm nói trên đồng nghĩa với việc có khoảng 38 triệu người thuộc nhóm họ Nguyễn. Mức độ áp đảo của họ Nguyễn dựa trên tỷ lệ phần trăm thậm chí còn vượt qua cả mức độ phổ biến của họ Kim và họ Park ở Hàn Quốc, Triều Tiên và họ Singh và Paro ở Ấn Độ. Nhưng ít ai biết, họ Nguyễn được trở nên phổ biến như ngày nay phần nhiều là do những biến cố lớn trong lịch sử các triều đại Việt Nam. Trước công nguyên, có nhiều tài liệu và sách gia phả ghi nhận rằng Triệu Đà có tên thực là Nguyễn Cẩn, ông có dòng dõi là vua Hùng của Lạc Việt, con của Hùng Dực Công, cháu của Hùng Mi Vương, Hùng Vương thứ 18. Mẹ mất sớm, dì ghẻ lại gian ác, ông phải sống với ông bà ngoại bị mù lòa và được Trừ Đồng Tử truyền cho nghề đánh cá để nuôi ông bà ngoại. Một người tên là Nhâm Hiệu làm bộ tướng trong nhà Hùng Dực Công, thấy Nguyễn Cẩn tướng mạo khôi ngô, biết có thể lập được nghiệp lớn, bèn cho vàng bạc để gửi Trừ Đồng Tử nuôi ông bà ngoại và khuyên Nguyễn Cẩn sang Bắc Quốc lập nghiệp. Sau này trở về, đánh lại thục phán An Dương Vương, lập lại Giang Sơn Lạc Việt của các vua Hùng. Năm Đình Hợi, 214 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng sai tướng là Đồ Thư đánh Bách Việt và Âu Lạc. Tần Thủy Hoàng chia Bách Việt và Âu Lạc thành ba quận là Nam Hải tức Quảng Đông, Quế Lâm tức Quảng Tây và Tượng Quận tức Bắc Việt. Nguyễn Cẩn được Triệu Cao là thái giám của Tần Thủy Hoàng nhận làm con nuôi nên đổi tên thành Triệu Đà và được Tần Thủy Hoàng phong làm đô úy nên còn được gọi là Úy Đà. Triệu Đà nhân lúc Hán Sở tranh hùng mà cùng Nhâm Hiệu chiếm quận Nam Hải. Nhâm Hiệu mất, trao lại quyền bính cho Triệu Đà và ông phát triển thêm binh lực, đem quân về đánh thục phán để khôi phục cơ nghiệp của tổ tiên. Triệu Đà nhiều lần tấn công thục phán nhưng không thành nên ông sử dụng nam nhân kế cho con trai cả là Nguyễn Công Trọng mà truyền thuyết gọi là Trọng Thủy sang Âu Lạc lấy Mỹ Châu và ở rể nhằm mục đích tìm hiểu bí mật của Loa Thành và nỏ Liên Châu của Cao Nỗ. Sau khi Triệu Đà đánh bại vua Thục vào năm 208 trước công nguyên, ông tự xưng là Nam Việt Hoàng đế, tức là Triệu Vũ Đế, đóng đô ở Phiên Ngung, nay thuộc Quảng Châu, rồi ông mở rộng lãnh thổ Nam Việt sang cả Âu Lạc và sống thọ đến 121 tuổi, làm vua 71 năm. Triều đại do ông lập ra có 5 đời vua, tổng cộng là 97 năm, tất cả đều mang họ Nguyễn. Như vậy, theo những tài liệu trên, nhà Triệu thực chất là họ Nguyễn của Lạc Việt, con cháu của các vua Hùng. Đại Việt Sử Ký của Hàn Lâm học sĩ Lê Văn Hưu thời Trần và Lễ Bộ Tả Thị Lang Ngô Sĩ Liên thời Lê soạn lại vẫn ghi nhà Triệu là một triều đại của dân Việt. Đại Văn Hảo Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo vẫn coi nhà Triệu là một triều đại của ta vì là do người Việt làm chủ đất Nam Việt và Âu Lạc. Vào thời Nam Bắc Triều, từ năm 420 đến năm 589, Trung Hoa thiên hạ đại loạn. Vì để lánh nạn mưu sinh, một bộ phận gia tộc họ Nguyễn sống tại An Huy, Chiết Giang, Hồ Bắc di cư sang Việt Nam. Bộ phận người này sinh sống ở Việt Nam, qua thời gian đã đồng hóa cùng dân bản địa để tạo nên thêm một bộ phận đáng kể người Việt có họ Nguyễn. Sau đó, vào thời Ngũ Đại, tức là năm triều đại nối nhau cai trị Trung Nguyên, Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu, từ năm 907 đến năm 960, dần dần lại có nhiều người họ Nguyễn di chuyển về phía Nam, bổ sung thêm vào số lượng người họ Nguyễn bản địa ở Việt Nam. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Tàn sát dòng họ Lý. Sự phát triển của dòng họ lớn nhất Việt Nam cũng gắn liền quan hệ với triều đại nhà Trần. Trước triều Trần là giai đoạn trị vì của nhà Lý từ năm 1009 đến năm 1225. Từ khi Lý Công Uẩn lên ngôi năm 1009 sau khi giành được quyền lực từ tay nhà Tiền Lê đến khi Lý Chiêu Hoàng bị ép thoái vị để nhường ngôi cho Trần Cảnh, tổng cộng là 216 năm. Những năm đầu tiên, Trần Cảnh còn nhỏ tuổi, toàn bộ quyền hành của nhà Trần đều do một tôn thất vai chú của Trần Cảnh là Trần Thủ Độ nắm quyền. Trong thời gian này, Trần Thủ Độ đã làm một việc trực tiếp ảnh hưởng đến tên họ của người Việt. Để củng cố nhà Trần, Trần Thủ Độ tìm cách tiêu diệt tất cả con cháu nhà họ Lý. Việc đầu tiên là Trần Thủ Độ bức tử Thượng Hoàng Lý Huệ Tông. Một hôm ngang qua chùa Chân Giáo gặp Thiền sư Huệ Quang đang nhổ cỏ trong vườn, Trần Thủ Độ nói rằng nhổ cỏ phải nhổ hết rễ cái. Nghe thế, thầy Huệ Quang trả lời nhà ngươi nói ta hiểu rồi. Sau đó, Trần Thủ Độ cho người mời thầy Huệ Quang vào triều bàn việc. Huệ Quang biết ý, vào sau chùa thắt cổ tự vận. Trần Thủ Độ ra lệnh đem cả các cung nhân và con gái họ Lý cho các tù trưởng các bộ tộc ít người ở các vùng núi xa xôi miền biên viễn.
Tháng 4 năm Nhâm Thìn năm 1232, nhân việc ban chữ húy về tổ tiên họ Trần nên Trần Thủ Độ đã đưa ra biện pháp quyết liệt là buộc con cháu họ Lý phải đổi thành họ Nguyễn. Gần cuối năm Nhâm Thìn năm 1232, tôn thất nhà Lý tập trung làm lễ tế tổ tiên ở thôn Thái Đường, xã Hoa Lâm, nay thuộc Bắc Ninh. Trần Thủ Độ cho làm nhà tế lễ. Khi con cháu nhà Lý tập trung hành lễ, Trần Thủ Độ ra lệnh chôn sống hết con cháu nhà Lý để dứt điểm một vấn đề làm cho ông lo lắng bấy lâu nay. Sau cuộc thanh trừng khủng khiếp này, con cháu nhà Lý không còn dám về Bắc Ninh để làm tế lễ hàng năm và họ thay tên đổi họ, sống lẩn khuất trong dân gian để tránh bị tiêu diệt. Đặc biệt, hoàng tử Lý Long Tường, con trai thứ của Lý Anh Tông, đã bỏ nước ra đi năm 1226 cùng đoàn tùy tùng khoảng 40 người vượt biên sang lập nghiệp ở Triều Tiên hay Cao Ly tức Korea. 800 năm sau, con cháu của hoàng tử này đã về Việt Nam thăm lại đất tổ. Họ Mạc đổi thành họ Nguyễn và các họ khác. Mạc Đăng Dung thuộc dòng dõi Mạc Đĩnh Chi, đỗ cử nhân võ và làm đô chỉ huy sứ năm 1508 Mậu Thìn. Nhờ thời thế dần dần được các vua nhà Lê tin dùng, thăng dần lên chức thái phó tiết chế các doanh quân thủy bộ, tước nhân quốc công triều vua Lê Chiêu Tông trị vì năm 1516 đến năm 1522. Quyền hành càng ngày càng lớn, Mạc Đăng Dung lấn ép vua Lê và cuối cùng đảo chính lật đổ vua Lê Cung Hoàng, tự mình lên làm vua tức Mạc Thái Tổ, lập ra nhà Mạc trị vì từ năm 1527 đến năm 1530. Khi Trịnh Tùng chiếm được Thăng Long, Trung Hưng nhà Lê năm 1593, con cháu họ Mạc tẩu tán khắp nước, một số lên Cao Bằng, một số chạy vào Thanh Hóa, Nghệ An ẩn trốn và một số vào Nam theo chúa Nguyễn. Con cháu họ Mạc đổi ra rất nhiều họ khác nhau, không những chỉ một họ Nguyễn mà chắc chắn còn nhiều họ khác nữa. Trước đây, những họ này không lên tiếng vì một mặt sợ các chính quyền quân chủ trả thù và một mặt việc sử sách lên án triều đại nhà Mạc ít nhiều gây những ưu phiền cho con cháu họ nhà này. Qua các cuộc đổi họ thay tên, lý do chính đưa đến việc đổi họ là do tổ tiên của các họ này đã lên nắm chính quyền, lập triều đại, sau bị truất phế và bị nghi ngờ nên con cháu bị bắt buộc phải đổi họ. Ngược lại, trong lịch sử nước ta, có một dòng họ lớn từ thời Ngô Quyền lập quốc cho đến nay không thay đổi mà mỗi ngày một phát triển hưng thịnh, đó là họ Nguyễn Phúc ở Gia Miêu, Ngoại Trang, Phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1592, nhà Mạc suy tàn, con cháu dòng họ Mạc cũng lại đổi họ sang Nguyễn. Khi triều đại nhà Nguyễn nắm quyền năm 1802, một số con cháu họ Trịnh cũng vì sợ trả thù nên lần lượt đổi hết họ sang Nguyễn, số còn lại trốn lên Bắc sang Trung Quốc. Trong luật pháp của nhà Nguyễn, những người mang họ Nguyễn được hưởng nhiều đặc lợi, được triều đình ban thưởng. Vì thế các tội nhân cũng theo đó đổi họ sang Nguyễn nhằm tránh bị bắt tội, hưởng thêm ân sủng. Cùng theo sự thay đổi của các triều đại, những người mang họ Nguyễn càng ngày càng đông lên, cuối cùng lập ra triều Nguyễn. Triều Nguyễn cũng là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Thời cận đại. Vào thời cổ đại, dân chúng ở tầng lớp thấp bình dân thường không mang họ, chỉ có các vương tôn quý tộc mới có họ. Vào thế kỷ 19, khi Việt Nam trở thành thuộc địa của người Pháp, lần đầu tiên người Pháp có cuộc điều tra về dân số với quy mô lớn nhất trên khắp Việt Nam. Trong quá trình điều tra, họ gặp phải một vấn đề phiền phức lớn, đó là đại bộ phận người dân ở tầng lớp thấp bình dân đều không có họ, nên không có cách nào để thống kê tổng kết. Vào lúc này, phải làm như thế nào? Người Pháp liền nghĩ ra một cách. Trước đây, triều Nguyễn chẳng phải là triều đại cuối cùng của người Việt sao? Vậy những người không có họ từ nay sẽ mang họ Nguyễn. Dòng họ này bởi thế lại được mở rộng với quy mô lớn chưa từng có thêm một lần nữa. Chiếm ưu thế ở cả hải ngoại. Tờ báo IB Times uy tín của Mỹ đã thống kê và phân tích về mức độ phổ biến của tên họ Nguyễn trong cộng đồng người Việt Nam trên toàn cầu. Ở Mỹ, những người Mỹ gốc Việt nổi bật bao gồm diễn viên Dustin Nguyễn, người dẫn chương trình Betty Nguyễn và Lena Nguyễn, đạo diễn điện ảnh Steve Nguyễn, doanh nhân Bill Nguyễn, tác giả Kiên Nguyễn, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, thẩm phán Jacquela Nguyễn, cầu thủ bóng đá Đạt Nguyễn, nhà sáng tạo ra game Flappy Bird Đông Nguyễn, tức Nguyễn Hà Đông và nghị sĩ bang California Janet Nguyễn. Thực sự, Nguyễn là họ phổ biến nhất ở Việt Nam, ước tính 40% dân số Việt Nam và cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại mang họ này, theo tờ Tuổi Trẻ News của Việt Nam. Nếu tính đến thực tế, dân số Việt Nam trên toàn cầu lên tới 94 triệu người, thì tỷ lệ phần trăm nói trên đồng nghĩa với việc có khoảng 38 triệu người thuộc nhóm họ Nguyễn.
Mức độ áp đảo của họ Nguyễn dựa trên tỷ lệ phần trăm, thậm chí còn vượt qua cả mức độ phổ biến của họ Kim và họ Park ở Hàn Quốc, Triều Tiên, họ Singh và Paddle ở Ấn Độ, họ Smith và Jones ở các nước Anglo-Saxon. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!